chỉ là mất một chân thôi mà. Không sao, em có nạn, còn có anh đỡ nữa cơ mà. Nguyên vỗ nhẹ vai Lãm để trấn an, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cả cô và Lãm luôn tránh đề cập đến việc cô bị mất một chân. Nhưng cả hai không biết, hóa ra đối mặt với sự thay đổi này một cách thản nhiên và nghiêm túc là có thể mang lại sự thanh thản, nhẹ nhàng đến vậy. Bạn thân mến, ta luôn mong được sống một đời suôn sẻ, bình yên. Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả. Có những nỗi đau tột cùng khiến ta tưởng mình đã mất hết tất cả. Không còn sự nghiệp, không còn đam mê, không còn điều khiến ta tự hào nhất. Ta không còn biết mình là ai dưới cuộc đời này. Nhưng mà bạn biết không, cuộc đời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai mọi thứ. Một người mẫu danh giá, xinh đẹp sẽ ra sao khi đôi chân của mình không còn lành lặn? Liệu trong mất mát cô còn lại những gì?